Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 21 tháng 8 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Hành quân đến sân Estadio de Balaidos của Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 2 La Liga. Một chiến thắng là điều được dự báo trước cho đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc đầy tự tin và sớm tỏ ra áp đảo về mặt thế trận và hàng phòng ngự của đội chủ nhà chỉ có thể đứng vững tới phút thứ 12 khi Real được hưởng một quả penalty và Benzema đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cũng chỉ 11 phút sau đó, đến lượt Celta Vigo được hưởng pen và Iago Aspas đã lạnh lùng đánh bại Thibaut Courtois cân bằng tỷ số. Trong khi Real đang bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà, Luka Modric đã thể hiện giá trị của mình. Số 10 đi bóng qua một loạt cầu thủ trước khi thực hiện pha cứa lòng vô cùng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, đội khách có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Vinicius và Valverde ở phút thứ 56 và 66. Qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số hủy diệt 4-1. Với thắng lợi này, Real Madrid khẳng định sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch La Liga và vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Với pha đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút thứ 64 của Harry Kane, Tottenham đã vượt qua ải khó Wolverhampton để vươn lên vị trí thứ 2 ngay sau Arsenal. Đó là bàn thắng thứ 2 của Kane sau 3 vòng ở Premier League. Nó không chỉ giúp Tottenham giành 3 điểm, mà còn giúp Kane thiết lập kỷ lục mới tại Premier League. Theo đó, Harry Kane đã chính thức vượt qua Sergio Aguero, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội bóng Premier League. Cụ thể, sau 8 năm kể từ trận đấu ra mắt Premier League, Kane đã có 185 bàn thắng trong màu áo Tottenham. Thành tích của tiền đạo người Anh hơn Aguero 1 bàn, người ghi 184 bàn thắng cho Man City. Nhìn vào danh sách xếp hạng ở hạng mục này, Wayne Rooney, Thierry Henry và Alan Shearer đều đã giải nghệ. Chính vì vậy, sẽ còn rất lâu để người hâm mộ chứng kiến kỷ lục của Kane bị san bằng hay vượt qua. Football 365 dẫn nguồn từ 90min cho hay, dù không phải là một cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao, McTominay hiện vẫn đang được hàng loạt đội bóng tại Premier League để mắt đến. Cụ thể hơn, ngôi sao người Scotland đang là mục tiêu chuyển nhượng của Newcastle United, West Ham United, Leicester City, Everton và Southampton. Trong số đó, Newcastle được xem là đội bóng đang dành cho McTominay một sự quan tâm mạnh mẽ nhất. Được biết, chiếc chòe đã ngưỡng mộ tài năng của McTominay từ trước. Và trong bối cảnh tuyến giữa đang cần được cải thiện do Jonjo Selvey dính chấn thương, thì họ càng có thêm lý do để đưa McTominay vào danh sách mục tiêu của mình. Đáng chú ý, nguồn tin trên khẳng định, bên cạnh các đội bóng tại Premier League, tiền vệ người Scotland còn đang được nhiều câu lạc bộ đến từ Ý và Đức để mắt đến. Thương vụ Casemiro khoác áo Manchester United coi như đã rõ. Tiền vệ người Brazil được xác nhận đã đặt chân đến Manchester để chuẩn bị hoàn tất các quy trình cần thiết. Sau Casemiro, MU tiếp tục nỗ lực trên bàn đàm phán để đón thêm tân binh. Cụ thể, nguồn tin từ Football Insider chia sẻ, MU chuyển sự chú ý của họ đến việc ký hợp đồng với Hakimi thuộc biên chế PSG. Nửa đỏ thành Manchester đặc biệt coi trọng mục tiêu này khi đội ngũ tuyển dụng của câu lạc bộ và huấn luyện viên Erik ten Hag muốn dành sự tập trung vào Hakimi trong khoảng thời gian còn lại ở phiên chợ hè 2022. Do đó, đội chủ sân Old Trafford muốn vượt mặt Barca và các câu lạc bộ khác để giành được chữ ký của Hakimi. Hakimi được coi là một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc từng chơi cho Real Madrid, Borussia Dortmund và Inter Milan trước khi chuyển đến PSG vào năm ngoái. Hậu vệ sinh năm 1998 đã có 41 lần ra sân vào mùa giải trước, bao gồm 28 lần ra sân ở Ligue 1. Theo tin từ nhà báo Thomas Gonzalez Martin, trong buổi đàm phán với MU về Casemiro, Real đã tranh thủ chào bán Marco Asensio cho Quỷ Đỏ. Có thể thấy Real đã sẵn sàng để cầu thủ chạy cánh 26 tuổi ra đi. Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi ngôi sao người Tây Ban Nha không có được phút thi đấu nào trong hai trận đấu chính thức của kèn kèn trắng mùa này. Mặc dù hợp đồng của Asensio tại Bernabeu sẽ hết hạn vào năm 2023, Los Blancos vẫn chưa đàm phán gia hạn. Giới báo chí Tây Ban Nha mô tả tương lai của Asensio đã đi vào ngõ cụt
Và đó là lý do tại sao Madrid đề nghị bán anh cho MU khi biết rằng Quỷ Đỏ đang săn lùng một cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, Cody Gakpo của PSV và Anthony của Ajax vẫn là mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford lúc này. Về phần Asensio, anh đã chuyển người đại diện từ Horacio Gaccioli sang Jorge Mendes vào cuối mùa giải trước với ý định tìm một đội bóng mới. Nhưng hiện tại, dường như không có giải pháp nào được đưa ra. Mới đây, Fabrizio Romano xác nhận Samuel Umtiti đã thông qua những điều khoản cá nhân để gia nhập Lecce. Phía Barca vẫn sẽ chi trả toàn bộ lương cho trung vệ người Pháp, nhưng sẽ nhận về một khoản tiền phụ thuộc vào điều khoản bổ sung trong hợp đồng. Dự kiến Umtiti sẽ bay đến Italia vào đầu tuần sau để hoàn tất thủ tục. Ngôi sao người Pháp được Blaugrana chiêu mộ từ Lyon vào năm 2016. Anh từng có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trước khi bị chấn thương đeo bám dai dẳng và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự xuất hiện của Christensen và Koundé đã triệt tiêu cơ hội ra sân của Umtiti tại Nou Camp. Trước đó, Umtiti được liên kết với việc trở về quê nhà khoác áo Rennes. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể vì trung vệ 28 tuổi không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế. Việc Umtiti đạt được thỏa thuận gia nhập Lecce được xem là thành công, có lợi cho cả ba bên. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, một trong những mục tiêu hàng đầu của MU là Anthony của Ajax đã có động thái nổi loạn khi bỏ tập hai buổi liên tiếp. Phía Ajax cũng đã quyết định sẽ loại Anthony khỏi đội hình tham dự trận đấu với Sparta Rotterdam sắp tới. Ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng hè, huấn luyện viên Erik ten Hag đã nhắm đến tiền đạo Anthony. Tuy nhiên, MU không thể xúc tiến quá trình đàm phán khi Ajax đưa ra mức giá lên đến 80 triệu bảng cho ngôi sao trẻ người Brazil. Anthony muốn chuyển đến Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng hè. Anh hy vọng ban lãnh đạo sẽ nghiêm túc lắng nghe lời đề nghị sắp tới từ phía MU. Được biết, ở lần đàm phán gần nhất, MU từng đưa ra giá hơn 72 triệu bảng để hỏi mua Anthony, nhưng Ajax nhất quyết từ chối. Nhưng trước những phản ứng từ chân sút người Brazil, có thể họ sẽ phải xem xét lại tình hình. Bản tin bóng đá sáng ngày 21 tháng 8 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.